Đây là bản tin về Ripple. Chúng ta có thể thấy Ripple đang ở vùng giá cao và nó rất là tuyệt vời khi chinh phục được từ mức 0.22 cho đến mức cao nhất mọi thời đại của Ripple là 0.8. Cái điều mà quan trọng nhất là chúng ta kỳ vọng nó lên $1 và trong lúc này đây là cái giá đi ngang và điều chỉnh giá. Chúng ta xem ở Ripple đối với USD là 0.7, 0.8 và cái giá này đang giữ ở rất là mức rất là tốt. Trước đây thì khi đã Ripple lên thì nó lại xuống nhanh chóng, được lực bán tháo của margin, rất nhiều các cái đơn vị có thể bán margin ra vì Ripple họ rất là mong là cái việc là short sell vì khối lượng rất là lớn khi họ đoán được các cái xu thế. Vậy thì khi mà giá đang xuống vùng 0.6 và tiệm cận cao nhất là 0.8 thì có rất nhiều các cái luồng xu hướng là bán khống ra. Vậy thì khi giá lúc này là chúng ta có thể thấy được là cái vùng giá thấp vẫn được hình thành và chúng ta vẫn kỳ vọng là gì ạ? Giá đang có cái xu hướng điều chỉnh đi lên. Đối với H1, ADX của chúng ta đang là vùng giá thấp và giá nằm dưới đám mây Ichimoku. Giá có thể điều chỉnh thêm một chút sau đó là gì ạ? Đi vào tiệm cận của vùng đám mây Ichimoku. Sau đó mới có thể đi lên được. Đây là trong ngắn hạn. Giá vẫn đang trong quá trình test các cái mức đáy của các cái hôm trước, cụ thể nó sẽ xuống 0.63. Khi mà test được các vùng đáy này thì các cái mức cản mà giá không thể qua được thì mới có thể lên tiếp theo. Và chúng ta chờ các cái tín hiệu mua ở vùng trên, tức là 0.74, chúng ta mới có thể nên mua. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chờ cái giá xác nhận tại vùng trên Ichimoku. Tại H4, trong cái khung 4 giờ cũng là một trong những yếu tố mà giá đi ngang lúc này. Tôi thấy được đà hưng phấn của Ripple lúc này chưa lên. Chúng ta mua trong cái vùng 0.62, 0.63 sẽ tốt hơn cho cái việc là gì ạ? Giá đi lên. Vậy thì từ cái việc mà phân tích được các cái vùng điều chỉnh đám mây Ichimoku dày, giá đang nằm tiệm cận ở giải dưới của Bollinger Band, khiến cho Ripple lúc này không thể lên được một cái cơn bão mạnh nữa. Khi nó pump rồi, thông thường một vài tuần sau nó sẽ xác định một cái xu hướng đi ngang, sau đó giảm điểm điều chỉnh rồi bắt đầu đi lên tiếp. Vậy những ai đang theo dõi và mua Ripple lúc này, chúng ta cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi để chúng ta có thể bình quân giá tại các vùng giá thấp như 0.66, 0.62, thậm chí là vùng 0.54 để chúng ta có một cái xác nhận đi lên trong một cái thời gian tới. Cái điều mà mong muốn của Ripple đi lên phải xác nhận qua các yếu tố gì ạ? Đám mây phải đổi màu và nó co hẹp lại để chinh phục cái mức cũ là 0.8 cho đến $1 trong thời gian tới. Vào tháng 1 và tháng 2 thì chúng ta sẽ thấy được Ripple các cái hội thảo đợt vừa rồi tổ chức liên tục tại Thụy Sĩ, tại Nhật Bản thì chúng ta mới thấy được là giá đi lên rất là mạnh mẽ và chắc chắn. Từ đó chúng ta có thể ôm sâu và lâu dài thông tin để chúng ta biết được Ripple có đi lên tiếp hay không. Hãy chọn canh giá ở vùng giá thấp của Ripple, tránh trường hợp chúng ta bị đánh short sell xuống. Và đây cũng là một trong những cái yếu tố lên chắc chắn của Ripple sau 63 ngày không test về cái vùng đáy cũ, tức là 0.2, 0.3 mà nó vẫn đang ở cái mức giá treo leo. Vậy thì chúng ta nghiên cứu ở Ripple ở cái vùng H4, chúng ta mua trong vùng 0.5, 0.61, đấy là cái điểm an toàn của chúng ta. Quay trở lại với Dogecoin, điều đầu tiên là chúc mừng những người tin tưởng vào Dogecoin. Một trong những giải pháp mua Satoshi thấp hoặc là Dogecoin đã lên vùng 34, 32, 19, 29, thậm chí là 21. Những người đang có cái tỷ lệ nắm giữ Dogecoin rất là tốt thì hôm nay Dogecoin lại lên tiếp tục. Thứ nhất là do các cái yếu tố về xu hướng, xu thế cũng như là các yếu tố về thuyết phục các cái hội nghị về cái việc mà Dogecoin dùng làm cái đồng tiền để thanh khoản cho cái việc từ thiện. Từ đó Dogecoin đang được tin tưởng như là một cái niềm tin của một chủng coin động vật, một chủng coin tốt khi mà nó đưa ra các giải pháp thanh toán tối ưu. Dogecoin là một đồng tiền rất là cổ điển mà nó giữ được đến bây giờ. Sự chắc chắn của nó khiến cho nhiều nhà đầu tư cảm thấy thích thú. Thứ hai nữa là nó quá rẻ. Và đây chúng ta nhìn thấy là Dogecoin, nếu ai xác định mua điểm này, chúng ta vẫn thấy là Dogecoin đã có từng cái thời gian là lên rất là cao, là 186 Satoshi. Thì cái việc mà chúng ta nhìn thấy nó lên 40
Satoshi, đây là cái điều mà chúng ta thấy gấp đôi gấp ba tài khoản là cái chuyện rất là tuyệt vời. Thứ hai nữa, đây là vùng giá thấp, chúng ta có thể mua trong cái khoảng hiện tại cũng như là chờ cái điều chỉnh. Tôi thì tôi cho rằng cái short sell đánh chết margin của tất cả những cái yếu tố các nhà đầu cơ từ trước đến nay, Dogecoin cứ lên rồi lại short sell, cứ lên rồi short sell ở Polo, khiến cho đợt này các nhà đầu tư bị cá mập thì giết chết short sell trong thời gian vừa rồi. Chính vì thế nên là cái sức hưng phấn và cái đà hưng phấn vẫn đang có trong cái việc phát triển về cái kênh mua của Dogecoin. Chúng ta mua ở vùng 40, 45, 42 để chúng ta đón chào những cái xu thế lên của Dogecoin trước. Năm 2018 mở màn có khả năng là năm của Dogecoin. Vậy thì bản tin Ripple và Dogecoin sẽ được thông tin chi tiết cho mọi người. Mọi người có thể mua Dogecoin ở vùng giá thấp, mua Ripple ở vùng giá thấp để chúng ta có được những cái tín hiệu rất tốt. Đây là hai con có một cái trữ lượng rất là lớn, trên 100 tỷ. Chính vì thế nên là lượng tiền bắt đầu đổ vào. Đây họ đã nhòm ngó đến Dogecoin và Ripple. Đón xem các cái bản tin của Tradecoin.edu trong những video tiếp theo. Xin được cảm ơn mọi người.